Happy Father Day. Nay là ngày Father Day rồi, chúc tất cả Father là rất là vui vẻ nha. Và theo em đi ra biển chơi. Giờ đi hẹn anh em ở đó đi tịch karaoke thì Father Day đây chúc nhau bình an này thì ngày mai để làm việc tốt hơn cho đời. Nay từ cái treo lô nó gãy hết bánh rồi, cũng ba bánh không dám lô trên đi trên bờ, nay phải đi đường biển, đi hơi xa một xíu. Rồi bà con thêm nha, cái máy đèn sẽ là nóc lên bơi đi ra cửa biển John Fast à. Đây là chạy khoảng chừng nửa tiếng 45 phút mới tới chỗ hẹn mấy cái Father của tớ để cho Happy Father Day lâu đó. Hello ơi, sao đó đó anh Hùng. Hello, có rẻ 6.000 quá rẻ. Happy Father Day nha. Em hẹn bạn bên John ở bên Father Show rồi á. Gặp sau nha. Ok. Hello. Hello. À, bà con bữa nay lễ đi ra đây đậu ở đây chơi vui, trong vui quá trời vui luôn nè, thấy không? Hai bên đường luôn á. Hai bên đường biển luôn á. Ở Florida là có nhiều thú vui lắm. Ở trên bờ cũng vui mà dưới nước cũng vui nữa. Vui theo kiểu trên bờ, dưới nước vui, vui theo kiểu dưới nước. À thấy chưa? Ở Florida là gọi là tiểu bang khu du lịch mà lúc nào cũng có chỗ chơi hết trơn á, ngày nào cũng có chỗ chơi hết. Thì chúng em chuẩn bị ra cửa biển nha, là cửa biển John Pass, ra ngoài đem đi chạy nhanh nha. Lớn đi hết trơn anh, mấy tàu lớn chở khách đi á. Dạ bà con, giờ bà con nào muốn đi ra đảo chơi thì chỉ đi theo vợ chồng anh em chúng em nha. Ở đây chạy ra đảo chừng 45 phút. Đảo tên là Water Shuttle. Thường thường đi đường bờ, và hôm nay nó kêu lơ nó bị gãy hết chân rồi. Con chân rồi, giờ phải đi đường thủy. Mà ra đây nó quay ngược chân con đèo luôn. Đây là cửa biển nha. Đó. Chỗ cửa biển này, chỗ này lúc nào cũng sóng dữ lắm. Ai yếu tim mà sợ lắm nha. Ồ, thấy không? Thấy giỡn sóng không? Đó, ra đây là chạy nhanh nha. Phải đi ra khơi. Đây. Bà con nào muốn đi chiến kế thì gọi kiếm cô Trâm mua vé nha. Còn gặp em thì em cho đi phi, miễn phí. Em nào đẹp đẹp không? Em nào đẹp đẹp là miễn phí luôn. Chà, thấy là ba tắm tỉ mà đó không? Ghê luôn á.
vô mà chiếm chỗ này. Nhưng cái đảo của mình ở chỗ này luôn nha. Giờ chúng em bỏ đồ xuống rồi đi đón một tốp người ở ngoài Bố Ram á, đang chờ đó. Hả, đem bạn xuống đi. Vô cho chừng mười mấy người đi, lần 12 người, lần 2 chiếc. Chúng em chuẩn bị trước với đoàn, nghe nó đông lắm, không biết chưa nhiều người, vô chổng có biết không. Hôm qua gặp anh em gặp nhau vô trời đó, thì hẹn nhau ra biển này ra chở mấy ông phơ đợ đã đi rửa tội nè. Giờ sắp nữa tới bờ rồi nè. Ừ, lên trước đi. Lên trước luôn. Không. Em bỏ đại vô đây nha. Dạ. Trâm bỏ đại vô đây. Ừ. Anh. Bỏ cái này vô. Sao? Để nhỏ sắp cái nó ngồi trên mũi đi. Anh tiến xem như hấu. Gan ghê, mấy hộp bơi nó mới ghê. Dạ, củi chở mớ kìa. Quên à. Sao là quá không? Ờ, ông đi sao? Ừ, xách đồ xuống nè, thấy chưa? Coi bữa nay là chơi cái tối luôn á. Thôi giờ I'm good. Giờ một tốp đi trước ha. Đi đây phơ đi, chở anh em ra biển, nhắc phơ đi rửa tội không? À, bà con có ai nhận ra cái cô này không nè? Bữa nay cô này đóng vai chánh nha. Nữa rồi đó, mình lại gặp nhau. Hả? Mình lại gặp nhau. Chào bà con cô bác đi. Ok, bye bye nha, giờ đón thêm tốp nữa. Lấy cái đây đi. Ôi karaoke nữa kìa, hai. Nhỏ em của anh thứ bảy gặp nó chưa? Chưa. Rồi thứ bảy không? Ủa, nó gặp tấm tay này nó không dữ vậy? Tấm tay thấy cái gì không? Hả? Lên đi. Này hả? Lên đi. Hôm nay phơi đi, phơi đời chúng em, chúc tất cả phơi đời trên bờ được vui vẻ. Giờ cho em xuống nước không? Đây, mở coi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi, cua quá trời cua luôn, mọi người ơi. Có lý nha. Ủa sao mà má đi không vậy? Đó. Đi tàu là cái Việt Nam thì chở giống quá trời luôn. Coi nè. Trời ơi. Đã luôn, giờ tới đảo rồi nha. Ủa, không có cắm liều hay vậy không? Ông Hùng cắm ở trong đó đó. Đó, ai muốn chơi thì bắt ốc nhảy ở đây nè, nhiều lắm nè. Chỗ đó nước chảy lắm nha, coi chừng. Chỗ nào? Coi bà con bán rồi, cái miếng chảy chơi nè, chó nó cắn nè, rồi nó cạp nè. Tan nát luôn. Xe là xe luôn. Đó đúng rồi. Đó đây, dọn đây đi. Đó rồi. Nè, bên để cho con mày ngồi tắm này nè. Ừ, ngồi tắm này đã luôn á. Nè. Yeah, you ready? Để đây đi. Dọn đi. Có mấy đủ để chỗ không? À. Ok.
mày xuống không thử. Cái là nhảy lên con, nhảy lên xe là rửa miếng hay xe là rửa hay dơ, xe là rửa đi clean nè. Đó giờ chúng em chở thêm một tốp nữa là lần thứ ba nha. Ai cần ẩm đúng không? 2, 4 ẩm giùm em nha. Đâu? Đó. Giống ninja luôn á. Ngồi đem kiếm đen lên. Đi chút thôi, tôi thở nổi mà. Không có. Nashville, Tennessee. Ồ, Nashville là chưa thành phố lớn mà. Đúng rồi, cá gì vậy? Ồ, cá cơm hả? Cá làm mồi hả? Có chài á, chài nữa. Muốn chờ mình có chài. Chờ luôn. Chà đi bắt rồi đâu. Thử chà đi. Thử không? Thử đi. Ở đây cho chài mà. Đây là mấy anh ở Tennessee xuống phải không? Dạ. Tennessee mà sắm cần câu gì mà chài giống dân Florida quá vậy? Em một năm xuống đây 3-4 lần đi câu với phía dưới này. Ờ, có nhà ở đây hả? Dạ không. Mướn? Mướn nhà thôi à. Ừ. Ờ, cái hộ ở đây mà sát trên Tennessee hả? Không, kéo trên sát nào nha. Cái sát trên núi mà cái hồn với biển phải không? Đúng rồi đó. Lên đâu lên, đâu lên. Bác có đẹp bánh mì theo đó nè. Ngon luôn á. Bánh mì, bánh bao. Dạ. Nhưng mà ra ngoài biển không có phở. Không cha, không cha. Không chọn lên. Thấy đồng kìm hả? Chà nhỏ xíu quá. Đúng không? Dính không? Chạy mồi. Chạy mồi á hả? Đi. Ok. Rồi. Đó, thấy dân Tennessee không? Chuẩn bị chạy cá nha. Lấy cá ra ngoài chiên bột ăn nha. Ủa chín đâu, chài nhỏ quá. Thôi ra kia chài đi. Hả? Không cho cái miếng đó nữa hả? Yeah, ấm là ngon lắm á. Kiếm được tao nữa hả? Chài. Cua quá trời luôn hả? Đây, cái nó có bầu cũng được sát xanh đó mày. Nó nó bắt thôi chứ. Đâu đi, chờ tụi luôn đi. Chỗ đây luôn nè. Chỗ đéo quá. Bà con cô bác luôn. Con này quá trời cua luôn. Bắt mai rồi. Cua đã luôn hả? Quá trời nhiều luôn. Quá trời luôn. Hả? Hả? Để quên kia. Để ra, cái bầu để sắc xanh mày. Dùng cái điện qua đâu? Rồi, dùng bên đó đó. Đi cái thôi. Cua bò đã luôn anh Hùng hả? Trời ơi, chuyến này đi chơi là khỏi còn tốn tiền mua ghẹ nha. Ủa, sò nè, con sò ếch sụn luôn. Ừ. Ủa, con sò nó bự. Con bắt ngay luôn nè.
Dạ. Đất ở đâu? Bác sĩ ở chỗ chờ đợi hả? Chờ đợi. Bên đó nhiều lắm anh ơi. Anh vô nè. Bên đó đó. Thấy rồi đó, công bự rồi. Nhiều quá. Đất ở đâu? Còn nữa không? Còn được ba. Còn. Thôi bỏ trong đi ba, đủ rồi ba, đừng cắt ăn nữa ba. Ăn ăn hết rồi. Rồi, lên nấu chua. Có đam rồi không? Có. Thôi đủ rồi. Đi lại. Có dao không? Ở trong vỏ của em á. Đi rạo bên kia đều quá trời luôn. Cái gì? Đó, hai cái nồi hấp cua. Trời ơi, sung sướng nha, hai ông bà ngồi trong đây sung sướng nha. Có. Trời bên này không nhiều quá trời luôn. Dạ, ở đó nhiều lắm không cô? Ôi trời ơi. Trong cái nồi này. Đúng rồi, mình chờ nó tí nữa. Xong này cua rồi hả? Đúng rồi. Đã không? Cua nhưng mà ốc không biết có chín nổi không ta? Đi nãy giờ uống. Ốc cứ làm nó thôi nhá. Ốc chơi từ từ đi chín nhanh. Cho làm. Rồi làm cái bếp nữa hả? Không, có cua rồi. À, làm thêm cái bếp nữa hả? Dạ có hai cái luôn mà. Em mua hai cái luôn á. Ồ, hay quá hả? Cái này có lấy quá hả? Mới bên bắt trước em mua nghĩ có lý. Trời ơi. Mình đi mình nghiên cứu chứ không có nào chuyên nghiệp. Dạ. Về nhà mình làm cái này cũng được hết con ha. Lại cái lò cái đem lên cái bỏ cho bắt cua lại cái dục cái lò lại luôn. Đây là chuẩn bị làm thêm một lò nữa nha. À, anh chị em nào mà có đi restroom thì trong đó nha. Dạ cho bác có restroom đó cô, con xây trong đó đó. Quay phim nè thấy không, trong đó là tối người ta cắm trại trong đó đó cô. Vậy hả? Cắm trại qua đêm luôn á. Trong đây nè, cái đảo này cho cắm trại qua đêm luôn, rất là vui luôn. Nhưng mà muốn cắm trại phải gọi cho người ta biết. Đó trong đây nè, dựng lều cắm trại đốt lửa trong đây. Văn nghệ ca nhạc đồ này đầy đủ hết ha. Trong đó đó. Trong đó rộng quá rồi. Dạ trong đây rộng lắm, tối như. Ở đây mà cô có võng á, có văn võng á. Văn võng nằm đã luôn á. Thì sao mình đi mình đem võng mình văn mấy cái võng đi mình nằm. Đó, nổi lửa lên rồi. Đó một đồ cái nồi đó. Họ mấy người đó đó. Anh có đeo nồi mình rồi không? Đó, đeo nồi của em đó. Có một cái nồi nhỏ, nhưng mà chắc không đủ. Cái nồi nó không đủ. Cái này nhỏ không đủ. Thôi đổ cái này ra đi. Còn mang dép vô. Đứt chân hả? Đau. Ở đây cho có ốc để bắt hả? Ở đây đâu hết rồi, tắm hết rồi. Cây này chụp đề hình đẹp lắm nè. Nè ốc nè. Lụm đi, lụm đi. Đó. Sống không? To le lưỡi không? Đó, sống nè. Ồ, thấy chưa? Ở đây có ốc nhảy nha bà con cô bác. Nè, cá quá trời nè. Kìa, anh ấy lụm ốc nhảy quá trời luôn kìa. Có lội đầu đâu không? Ốc nhảy cô. Cô lội hồi hồi cô thấy rồi, ra sâu chứ. Ăn không được hả? Được, ăn ngon lắm á. Ủa sao dục vậy? Sao dục vậy? Qua đi chua quỳ. Qua dục vậy? Sao nói? Ai nói? Ốc nhảy là món đặc sản ở Nha Trang mà. Lụm lại, lụm lại. Nào nó ăn được, láo được ăn, nãy nó ăn được không? Lụm lại đi. Ốc nó ngọt ngon lắm á, nhưng mà để mình làm cho ăn, nó có két á. Lụm lại. Trời ơi, đồ quý hiếm ở biển mà dục ủ vậy. Ngon lắm hả? Ngon. Nó nằm dưới sình nhiều lắm chị ơi. Dạ. Cái này nó nằm dưới sình đó, mình đi đụng đụng kia. Cô nhiều lắm cô ơi, kêu lá em chở qua bển thả bển tha hồ mà bắt. Bắt cua, giúp cua.
Đấy, thấy chưa? Ốc đẹp lắm á. Ốc đỏ này rất là ngon. Ngon rồi. Ngon rồi. Ừ, em đi dục. Ốc đỏ rất là ngon. Đây được quay cho chị em. Gì? Đúng rồi, nó đó. Oh, con nhỏ. Đó, thấy chưa? Mình đâu có nói giỡn đâu. Mình lấy cái chân mình đụng đụng nó nằm ở dưới. Sao tôi lấy mò tay cũng không có. Ôi trời, má này má hay luôn. Ông trời, nè thấy chưa? Luôn à. Kìa anh lụm được kìa, không đem cái vợt theo. Ủa con này cũng vậy. Lấy vợt đi. Nhưng mà con lép qua bên kia. Bên kia bắt nhiều hơn. Đây có một con nọ gì nè vợ. Con này gì? Nó trong á. Ôi chết rồi, treo. Đây nè chị ơi, chị ơi. Nó đó. Nó clean á. Nhiều lắm, tại mình quá trời đi. Mình phải patient. Mình kiếm nó mới ra chứ. Lát nữa nó cạn á. A lot. Trời, nó bò ra một hết hồn vậy. Nhiều lắm nè. Oh wow, hay nè, vậy. Nè. Xuống nước rồi đó hả chị nha. Ốc hả? Wow. Đứa chứ. Có con Sam ăn không được thôi. Hôm bữa em ăn. Không, nó cao máu. Nó không cho mình mắt, nó không cho mình bắt đâu. Hôm bữa em lên lo ai lên. Em bắt cho em ăn. Em cho bà ăn cái trứng không mà tối nó cao máu kiểu không nổi luôn. Rồi vậy hả? Trời ơi. Ốc. Cua ghẹ. Quá trời cua. Đi có một chút đó. Trời ơi, ghẹ quá trời luôn nè. Này có ghẹ. Này có ghẹ rồi. Ôi, dùng nước trắng á. Trời ơi, trắng máu á. Thấy chưa? Đó, đây anh đâm nữa đó, đâm nó chết à. Nó rã ra. Dạ, đâm cái mai đó. Đó không? Mới em mới bắt dạ, mấy phút rồi quá trời. Giờ đi đi bắt nữa đi. Thì ăn hết cái này cái lại rồi bắt nữa. Có lý ra. Không sợ nó bò đi chỗ khác. Có luôn. Đúng rồi. Có bò luôn. Đi. Đó nó em nuôi mà lôi. Đi. Quá trời luôn. Cái đỡ luôn em mà không thấy định em cho nó hả? Có gì mới vô tay lên mà. Đưa ra đưa ra anh rửa. Đâm chưa? Đâm rồi. Rồi rửa cho cát không có nha, rồi cát đó. Có cát lắm. Rồi đem anh được rồi. Nó xíu mà đi ra biển nè, thấy chưa? Trời khoái quá trời, đưa lên đưa xuống cười. Thế hả? Ừ. Nó chỉ có bình sữa là yên thân rồi phải không? Đâu cần cua ốc gì đâu hả con? Con ăn đâu được đâu. Nó ua giống như là đậu xanh, đậu xanh với lại sầu riêng. Đậu đen. Có sầu chung không? Có. Tối về sầu chung đúng không? Giờ đây sầu riêng đúng không? Tính là anh muốn cái đó hay là anh muốn cái đó? Không, cái nào được sao đâu. Cảm ơn. Ừ. Mình sầu riêng đi, mang đồ đỏ cho. Trời ơi, trời nóng ăn cái này ngon kinh khủng luôn. Má tới ốc luôn. Có gì không? Được mấy cá mồ để bà đó, đúng rồi. Ừ. Mấy con chớp. Ngon vậy? Bà kho. Nóng, nóng, nóng rất là ngon. Hết luôn, hết luôn. Bỏ con gì, bỏ chỗ gì, chỗ nào? Nào lấy cái trắng thôi. Nóng quá. Muối tiêu. Ủa sao anh mới lộn hết luôn hả? Hả? Ăn muối hả? Tôi ăn con chua. Còn ăn chua hả? Thôi, có muỗng. Con nhỏ xíu rồi. Có bắp luôn. Tôi bỏ tay nhiều nhiều ra ăn nước bắp lắm nè. Đó bỏ tay lên chứ nè. Bỏ lọ lên đó nè. Bỏ tay nữa. Bỏ cào cào đó. Tay nhiều lắm. Ôi thật ra hơi bụng thôi.
rồi. Happy Father Day. Có một ông cha hồi đó thôi à. Ủa hai bà chứ. Happy Father Day. Happy Father Day. Rồi bà vô. Đứng mì bán hả? Bán hàng hả? Bán gì vậy? Nấu gì vậy? Nấu mì gói ăn hả? Có bánh chi cho chị? Không, hỏi thôi. Chị nói gì? Bán nhiêu phần vậy? 10 đồng chưa tính thiếp. Ủa mắc chưa thế nữa. Bánh mì gì thì mùa lỏng chén nó xíu xíu. Ôi mắc quá không ăn đâu. Tại ra đây phải không mắc chút. Đây là chuẩn bị clean con ốc này nha, dọn dẹp con ốc này. Đây. Ây da da da. Ủa vậy ốc xong rồi đúng không? Rồi xách ra ăn rất là ngon luôn. Nó giống như bào ngư cá vậy đó. Nó ngọt lắm. Bán qua chợ đêm nhưng mà em không bán bánh mì. Em bỏ nó qua bánh mì thôi à. Em mua bánh mì. Thì đi vòng vòng hả? Chị bán bia à? Đâu có, em bán bia cái xà bia ngay giữa đó. Đó thì là có một đó, có một mình chị thôi phải không? Mình phải chắc nhiều thế. Gây gây. Thấy không, không nhớ ha. Bữa nay đẹp quá, đẹp lọ luôn á. Con đủ đủ đâu phải không? Nhưng mà ăn đỡ đi. Đây. Dạ. Ngon lành canh đào. Đây, xin mời mọi người. Cảm ơn chị. Ăn thử đi. Không ngon không lấy tiền. Không ngon lấy tiền. Ốc này ngon. Phải ngon phải trả tiền nha. Có trả nhiều một miếng nhiều, một lát nhiều. Tự lòng. Cái ốc này là của đó là phải không chị? Dạ, ốc bự. Nhưng ok, thịt nó ngọt lắm. Thấy không? Ngon kìa. Ủa chấm cũng được nữa. Nó giống bầu ngư vậy á. Nó giòn giòn đúng không? Dạ. Cái ốc này nó rất là ngon, thịt nó ngọt nghe. Cái gì vậy? Ở bên đây cũng có mà. Ở đây cũng có mà. Lấy đi, lấy đi. Bên hàng xóm, bà hàng xóm đem bắp qua nè. Là former Virginian, Virginia, ở Virginia, bây giờ Virginia luôn. Mình cũng ở Virginia. Ồ vậy hả? 2 năm nữa mình sẽ xuống đây. Hai năm nhiều chuyện thay đổi lắm các bạn. Thôi. Mà giờ phán. Thôi hôm nay nè, chúc tất cả Father Day. Happy Father Day mấy anh. Ôi món này lạ bà con cô bác ơi. Thôi. Gì à? Cua, canh cua, canh chua, cua, lá giang. Có bún không? À, có bún không? Ừ. Có, bữa nay có cái ông Á Rập tới nữa nè. Người nước à. Nước Á Rập tới. Không biết nói tiếng Việt. Assalamu alaikum. Cái này quá to quá ngon, anh này nấu rất là ngon. Chú Ai Cập ơi, chú qua Florida mấy năm rồi chú? Chú nói tiếng Việt rồi giỏi quá à.
Tôi quên tiếng Ấn Độ luôn rồi. Ăn mắm riết quên tiếng Ấn Độ luôn phải không? Mình có bác cho xin. The sandboard. Nó cao quá chị ơi. Tới em tới cái đầu luôn á. Có đâu có đầu gối à. Xuống xe đi. Mượn chị cái này được ha. Cho mượn cám nhé. Cho mấy cái chậu đó đi thôi. Đi cao với cơm. Đúng rồi đó. Đó, sớm nhà lá của mình ở trên bên đảo đó. Thấy không? Nghe nhạc đùng 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 không? Giờ đi qua đây bắt ốc bắt gió kìa nè. Không có xa lắm đâu nhưng mà phải đi bằng tàu mới được, tại chính giữa nó sâu lắm. Mấy người kia bắt cua vui quá hay la sùm hết trơn à. Đi lại nha. Ồ, nước nóng quá trời nóng luôn. Nè nè, quay heo rồi nha. Đó đó đó. Trời ơi, con cua giống được. Đó đó đó. Đó đó rồi. Bự ghê luôn á. Trời ơi, quá trời bự luôn. Đây là Tennessee. Tennessee. Con này ăn được 15 người. Hồi nãy giờ mình đã ăn con rồi bộ. Con cơm bằng dép luôn. Kẹp dép luôn hả? Luôn quá trời vui luôn. Con thằng nhóc kia nó lụm được gì kìa. Đó là ít tiền, có bị nghe. Nó sợ đứt chân á, mày có con gì không vậy? Đếp đi, có gì không con? Không có sách thùng bự quá vậy. Yes, con nữa kìa. Ôi, con bự không à. Đã thiệt chứ. Rita, Ethan. Ethan. Oh my god. Nè, 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 nè. Mày mắc con kia đó, mắc con kia. Vô, vô, vô. I see a crab. Mất rồi. Mất luôn, chưa mất luôn rồi. Trời ơi. Để ông kia ông làm chụp bằng tay á. Ôi, con gì nè, cái gì kìa. Nè 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 nè. Oh my god. Cái dép đạp nó, đạp nó. Cái bao tay đâu rồi, Vô. Trời, thoát không khỏi mấy người Việt Nam này luôn á. Cô đâu có. Quay quay quay. Yeah. I got a hurt hand. Don't hold my girl.
cần quay vô club. Giúp ba được club, ba kem khác được. Mấy con không biết bắt được cho ba đi. Mason đưa cho chú đi, cho chú kem khác à. Anh ơi. Dù mệt không than cua không? Dưới cát nắng lên à? Hả? Tối ở đây luôn, tối vui luôn. Nước giờ cạn nó bơi qua được luôn á. Kìa không? Bơi qua bên lại luôn, thấy không? Giống như cái hồ lớn vậy đó. Sao bơi qua thấy Ủa thằng nó bơi lên nổi không vậy? Canh nó nha, canh nó nha. Giỏi quá vậy, giỏi luôn. Giống như bằng cái hồ thôi hả, giống hồ bơi thôi. Đúng không? Wow, giỏi nha. Sao là, thích không? Thích không? Sao? Bơi qua thích không? Mệt không? Thu hoạch được gì không? Nãy mình đi răng quay nửa chừng cái mình mệt quá, mất nước, thiếu nước sao á, đói bụng nữa. Phải đi về bây giờ, mấy người này đi về sao? Thôi coi coi. Ta bị tiệt giống rồi. Mày ốc. Bao nhiêu con cua? Cua đâu? À, dưới, cua dưới. Dưới đây thôi hả? Không, chưa. Bên đây nữa nè chị. Bên đây nữa chị. Ủa cái trên đó hả? Cái này không biết qua này. Của mấy người. Cái trên cho nó sang trọng xíu đi. Khá đó. Ủa em cũng nhận em trả đang câu á. Không xanh hết rồi, đem về 10 con. Bên đây có gì không? Trời ơi, thằng quả con ba nó không có trời luôn. Quá giảo, quá giảo mà mình. Trời ơi, lâu rồi, quá trời rồi. Có cua không? Có cua không? Không, nặng quá, đâu có giống cua được. Ủa vậy hả? Đảo cho em lại mình. Có cua ốc nữa mà. Chỗ lùm cây này mát lắm nè. Kìa mấy người đó dọn hàng qua đây nè, đêm mát quá trời luôn nè. Ừ. Vô đây nè. Đó, vô đây ngồi, trời ơi mát rượi luôn nè. Không, lớn mà tối lắm mới lớn. Vô đây mát rượi rượi luôn á. Vô đây mới đây chơi vui không? Ồ đây cho ở luôn khỏi về ha. Trong đây có nghe gì la được lên tiếng nghe. Thấy chưa? Cứ dọn đi ngồi nè. Anh. Anh. Vô đi ngồi mát quá trời luôn nè. Lần sau cho đây ha. Ừ. Chứ mày nghĩ cái thở, khó thở muốn chết luôn. Ngắm cảnh trời. Tụi phòng là ở đây là tụi em có cái dịch vụ là cái mướn phòng, cái phòng nó không có cửa chứ phòng loạn bằng cái những cái cây trồng vậy nè. Phòng này là vô giá miễn phí. Tự nhiên. Không có ai mà trả nổi cái phòng này hết trơn á. Anh chị nào mà lẻ tay còn chậm tay hết nha. Phòng này mát đây. Kêu qua đây đi, đưa đi. Đi qua đây. Ốc chính rồi nha. Em
bắt rồi. Dạ. Chín lẻ ha. Đã cái ở cái đảo Paradiso này rất là lý tưởng luôn anh chị em và con cô bác. Có tàu này nè, mấy người này ở đảo chơi thì có tàu đến đây bán hot dog anh nè. Sí. Đó có hot dog. Đây là how you doing? My brother, happy Father Day. Yeah, sí. Bán hot dog nè ha. See, look at the movie store. Movie store. I pay for that. 15. Anh Ram không? Yeah. Anh Ram không? Anh Ram không dám em. Hỏi anh Ram không? Nó không đâu đâu em anh Ram. Thôi đã không vô. Ăn cà rem không? Không ăn. Mì. Ăn cà rem không? Ai ăn cà rem không? Em ăn cà rem không em? Không ăn. Sầu riêng. Em biết nói tiếng Việt không? Dạ biết chứ. Ăn cà rem không? Dạ không. Không. Chính thống à. Thấy vui. Đây quá trời người luôn nè. Sáng giờ mình chỉ chở đi ra vô quá trời luôn nè. Xếp hàng luôn rồi hả không? Dạ. Dạ. Chụp đồ đồ có chiến đấu đồ gì. Nãy giờ không thấy chứ vậy. Ôi thấy chi để hư hở gì không quen không? Thấy ghê chết, ối chết luôn. Từng thấy. À, không thấy khỏi thất vọng. Em ăn cà rem không? Hả? Cà rem ngon lắm ăn không? Gỏi xoài của Nhật có ốc rồi nha. Ốc bỏ vô rồi. Đó. Hôm nay đây còn vui trông thấy nhau bên tiên ca vượt trời cao, lời yêu thắm thiết đưa trao nhau như khi mới gặp. Thôi nâng ly càn ly ta chúc đi, ta chúc nhau những gì đẹp lòng nhau. Dù thời gian có phối phai ta không bao giờ quên. Vỗ tay lắp cho hen ở đây, lắp cho hen. We'll be right back.
phép nha quý vị. Nè, quý vị nhìn nè, bắt ở dưới như đó, vừa bắt lên lên nồi liền, đã luôn, húp liền. Trời ơi, món này là bảo đảm mà không chay này luôn. Nữa nè, mấy vị đây coi coi em. Foda là vậy nha quý vị. Quý vị tới Foda hãy liên lạc với em quanh. Quanh ca sĩ Miệt Vườn ha. Số điện thoại là 1-800 anytime. Ai biết hát bài lỗi lầm xong ca. Muốn coi đa là phải ghé đây nha. Sân khấu đặc biệt luôn á. Chợ đêm là bỏ xa. Chợ đêm bỏ xa nha. Con cá này giống con cá ấy gì vậy? Cái này là trout. Cái này là trout. Wow. Cá nha. Trout. Nướng, 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 nướng. Hey, bỏ canh chua luôn kìa, canh chua kìa, bên chua kìa. Bỏ canh chua đi, bỏ canh chua đi. Bỏ vô. Dạ. Làm cá, làm cá, làm cá anh. Mặn liền luôn, trời ơi. Anh và em bây giờ hai người hai nơi. Anh và em bây giờ hai đứa hai nơi. Giờ làm cá nó ăn chua đi. Là gì? Anh quá kiếp cho em nha. Cảm ơn đến đây chia sẻ phơi đây với tụi anh nha. Anh là thiên đàng, ok. Giao đâu? Rồi chiều có cá về làm mồi tiếp nè. Đó, bây giờ Đức thấy chưa? Thấy chưa? Nó bán ghê nè. Nè, coi nè. Em đá sơ thôi nè, coi nè. Không có già không? Đụng cái em biết liền không? Không sao đâu. Lát nó cầm máu thôi. Rồi, có cá làm mồi cá về tiếp nè. Oh, the fish come. Dinner come. What you got? Another trout? Oh, another trout for dinner. Oh,
Yeah, let me see that trout. Man, that's a good sight, bro. Good sight. Another trout foot in there. Nice one. Nice. Happy Father Day. Happy Father Day, another trout. Yep. Bắt còn được con trao nữa kìa. Em ăn đi, hấp, hấp đi. Ăn đi cho nó khỏe em. Ăn đi anh. Em mệt là anh mệt theo á. Em khỏe là anh khỏe, em mệt là anh mệt. Em hiểu anh nói gì không? Đó, mấy ốc bò chưa? Quá trời dễ thương quá ha. Ăn đi. Nhỏ nhỏ không luôn à. Ốc mượn hồn hay gì đó. Ăn đi đúng quá à. Go home. Em ơi về, đi về. Dạ. Yeah. Okay, go home, okay? Time go home, okay? Are you guys have fun? Tối nay về làm cho father vui nghe, có father đi theo không? Happy father day đi. Yeah. You gonna have fun? Con đâu đến? Virginia. Oh, I'm live Virginia 35 years. Ở đâu vậy? Maryland, Chúa Maryland 1991, University of Baltimore. I live everywhere. I hope you gonna have fun, okay? Cô xin hỏi hôm nay cô đi chơi cho tụi con có vui không? Cô đi chơi rất là vui. Cảm ơn chú Tàu tạo điều kiện cho gia đình cô. Con cháu được rồi, không có chú Tàu gì đâu. Thôi, con tên gì? Con Thành. Tên Thành. Dạ. Tạo điều kiện cho Thành, tạo điều kiện cho gia đình, cho đoàn đi chơi thật là vui. Cảm ơn Thành. Không, cảm ơn. Lần sau có đi về rủ gia đình cô đi với chung lần nữa nha. Nếu duyên còn mình sẽ đi tiếp cô rồi. Mà cô phải cảm ơn mấy cái người cha đó nha, ở đây đó. Chứ đừng cảm ơn con. Ok cô, chúng mình chia tay nha. Bye Thành nha. Dạ, yeah, chúc cô lúc nào cũng lúc nào mạnh khỏe và vui vẻ nha. Cảm ơn Thành. Còn em sao đây, chơi vui không? Vui. Vui hả? À, hết mệt chưa? Đó, giờ chúng em chuẩn bị thu xếp đi về nha. Bia này phòng.